tồn vĩnh cửu. Dân tộc Việt Nam luôn bất khuất, quật cường trước mọi kẻ thù tàn phá, xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải quốc gia. Những chiến sĩ đang căng trường tranh đấu ở quê nhà cũng như tại hải ngoại đạt được nhiều thắng lợi, giành lại tự do, nhân quyền và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho hơn 90 triệu đồng bào tại Việt Nam. Lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ, biểu tượng cho quốc gia Việt Nam, được sớm tung bay trên mọi nẻo đường đất nước, nêu cao chính nghĩa ngàn đời từ Bắc chí Nam. Tất cả chúng tôi xin cúi đầu kính bái. Sau đây xin mời ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện ca một bài cho tất quý vị đã yêu cầu. Yêu cầu bài Có Những Người Anh đó không thầy? Dạ, tam ca ban hợp ca Anh Thư Thiện Nguyện xin trình bày nhạc phẩm Có Những Người Anh của tác giả Võ Đức Hảo, cũng là thân phụ của Võ Đức Phương. Dạ, xin kính mời cô chú anh chị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời lạnh mà. Lạnh mà. Ấm rồi. Đẹp.